Tour đảo Nha Trang ngày 12 tháng 12. Mai chúng tôi có hai người bạn thôi. Người bạn đến từ quê hương Bắc Giang, xinh đẹp. Chuyển lên bãi. Thấy chưa? Nước xanh trong. Nước xanh nhỉ, không nhìn lòng nhỉ. Chỗ này tí bay dù bay. Đó. Bên này. Bên này là bãi sỏi, tí là khu vực này. Đó, đẹp chưa? Này, bãi chanh là đẹp như chanh, chữ chanh này thấy không? Đây này, chữ chanh này. Chào sếp nhá. 20 ngày tròn. 20 ngày tròn về quê. Đó. Đây là bãi sỏi này. Bãi sỏi tí mình sẽ quay và chụp súp ở đây. Thấy không? Không gian đẹp không? Trời xanh mây trắng nắng hồng. Nước biển cực kỳ nhẹ thấy không? Trong vắt. Không cần ghế em ơi. Không cần ghế em ơi. Đi đâu đây? Mình đi chụp hình quay phim. Mai chỉ có hai bạn thôi mà. Hai bạn, một hướng dẫn viên. Được. Riêng luôn. Super VIP. Rồi. Sau khoảng 5 tới 10 phút chụp hình trên bờ để chúng tôi chuẩn bị xuống dưới nước để chụp hình. Đây là một dịch vụ rất mới trong tour của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngồi trên cái tấm ván này. Đấy. Và Điệp chuẩn bị làm mẫu này. Ngồi trên tấm ván này và chụp hình bằng flycam. Đó. Các bạn chuẩn bị xem hình nhá. Ok, cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Đây. Đây là những vỏ ốc biểu tượng cho biển cả. Các bạn chỉ cần ghé tay vào đây này. Đây, đây. Ghé tay vào đây này. Là nó o cả ngày luôn. Đây ra cái cầu này. Ra cầu này đứng chụp cái vách đá nó đẹp lắm. Đi đi, ra cầu này phê ơi. Trong lúc đi lặn này tranh thủ selfie vài tấm. Đây này, anh hướng dẫn viên giới thiệu là đây là cây cầu lắc lư. Đấy. Cây cầu say rượu. Anh chị thấy thế nào? Lặn có tuyệt vời không? Có hơn lần đầu làm chuyện đấy không? Gần mặt. Gần mặt hả?
với cây cầu thay rượu nhá. Đấy, thế là bảo đi câu thì ngồi trên tàu nó sẽ như thế này, nó sẽ lắc lư và tròng trành như thế này. San hô nó nằm dưới này này. Chào con gái, chào con trai đi. Chuẩn bị xem bố xuống thám hiểm đại dương. Đây này, trẻ con đây này, đây này. Trẻ con 4 đến 6 tuổi đều có thể lặn được. Thank you.
Trời, sao? Ok không? Ok, tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Thấy san hô thân mềm nó đung đưa không? Có, tuyệt vời. Mấy cái san hô thân mềm có cảm tôm hùm đúng không? Rồi, ok. Bây giờ về mình trải nghiệm bay dù, bay trên bầu trời. Coi như là chìm rồi. Chìm rồi là bây giờ bắt đầu là tí nữa là nổi lên. Nó bắt đầu bay lên bầu trời. Wow. Rồi, quá luôn. Này thì bay ở trên núi á, thì có thể là nguy hiểm nó cao hơn. Còn đây là bay trên biển, hạ cánh xuống biển. Lúc hạ cánh thì mình cứ thả nó rơi tự do thôi. Xong người ta chạy ra người ta vớt vào luôn. Đó. Kiểu dây đai kìa, đeo cái đai vào. Cái này là đầu đúng không? Ừ. Nó nốt ông bay quen rồi, bắt đầu lên Hà Giang ông bay ở trên núi nữa. Bay trên núi mới đã. Nhưng bay trên núi cao. Ở núi mình giá 2 triệu. Bay trên núi. Bay đây thì rẻ, bay trên núi mắc. Ở núi gấp 3 lần tiền. Rồi, hai khách chúng tôi đang chuẩn bị bay dù bay. Nhớ nhá, tiền lên la hết thoải mái nhá. Này, đúng này mà ta. Thì bỏ được à? Lên cao bỏ này. Để cho nó vào. Là mình cứ thả tay ra là được. Đúng rồi. Thả nhưng mà cái dây này là nó lên trên đầu chứ đúng không anh? Thank you.
rớt cái thì toi. Rớt đâu? Rớt chắc cho hết gió. Bây giờ cởi áo phao ra tắm biển tại chỗ, 11 giờ bắt đầu lên tắm lại. Bay lên trên bầu trời đúng không? Bay lên đầu người ta đúng không? Đây là máy bay mình này. Và khoảng 11 rưỡi chúng tôi tạm biệt bãi tranh, đi lên cano để sang làng Trà ăn cơm trưa. Đi thôi em ơi, cano đang vào em ơi. 22 đi, 25 về. Về chú ơi. Thấy chưa? Thấy không? Được xanh trong óng ánh óng ánh thấy không? Không vắt. Đặc biệt tái chanh. Đẹp như chanh. Quá tuyệt vời khi đến với bãi tranh, được xanh trong. Hiện tại là cano chúng tôi đang đưa khách vào khu vực làng Chài để tham quan, mua sắm và ăn uống. Hôm nay chúng tôi chọn nhà hàng làng Chài để dùng bữa trưa ngày hôm nay. Trước khi vào nhà hàng, chúng tôi ghé bè để tham quan một số loại hải sản. Bắt em con mực con cá. Vâng, mực khoảng ký. Rồi, mực sống chỗ nào ạ? Đây này. Đây. Còn một con. Còn một con à? Có đúng một con à? Ô, có đúng một con. Hết bên kia lấy mất hết ba con. Rồi bắt em nó con đấy. Dạ dạ ok. Con mực đây. Mực sống là như thế này. Khi mà bắt lên thì nó phun mực như này, như này, như này. Ơi, áo ông khéo nó phun vào người nhá. Không sợ. À nó phun này. Không vô với em áo đen kìa. Sợ ông áo trắng này này. Đấy, rồi. Con này là con mực nang. Sống như vậy đấy. Để em quay cái đầu cho nó xem nhá. Thế này, nó phè phè như con bò này. Nó phè phè như con bò này, thấy chưa? Con này nó sống này. Để nó cắn không? Cầm, cầm, bê cả người lên. Đúng, ôm cả người lên, đúng rồi, ôm cả lên. Ôm cả người lên. Mạnh lên. Úi giời ơi, rồi ơi, chụp đi phê ơi. Thấy chưa? Nó khè như con bò, đây là con mực sống nha, tại bè nhá. Ăn mực hấp, mực chết thì mực ngập nhiều rồi, đây là sống rồi, đuôi nó vẫy tua tua này, thấy không? Nè, nó bám vào người. Bắt em con cá mú khoảng ký nữa. Dạ, ok.